Kính chào quý vị đến với bản tin an ninh trật tự thế giới 24 giờ ngày 2 tháng 1. Và sau đây là những thông tin đáng chú ý có trong chương trình ngày hôm nay. Thị trường Thái Phúc Kiev cho biết chính phủ Ukraine đã phớt lờ kêu gọi tăng cường phòng thủ trước cuộc xung đột. Người dân thủ đô Ukraine lạc quan về một nền hòa bình trong năm tới. Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Syria tiếp tục tổ chức họp ba bên vào tháng 1. Các nhà tài phiệt giàu nhất nước Nga mất 95 tỷ đô la Mỹ trong năm 2022. Cổ phiếu Tesla sụt giảm mạnh khiến Elon Musk không còn là người giàu nhất thế giới. IS nhận trách nhiệm vụ tấn công cảnh sát ở Ai Cập. Pháp cấm du khách đến từ Trung Quốc nhập cảnh. hy hữu người đàn ông Australia bị bò húc tử vong trong đêm giao thừa. Trong cuộc phỏng vấn với hãng truyền thông The Spiegel của Đức hôm 1 tháng 1, thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko cho rằng là chính quyền Ukraine đánh giá thấp nguy cơ xung đột với Nga vào đầu năm 2022 và phớt lờ những lời kêu gọi tăng cường phòng thủ dân sự tại thủ đô của ông. Ông Klitschko cho biết từ rất lâu trước khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt vào tháng 2 năm 2022, ông đã nỗ lực cảnh báo chính quyền về việc cần tăng cường phòng thủ quân sự trước những đe dọa từ Moscow. Tuy nhiên, mọi cảnh báo của ông đều bị chính phủ Kiev bỏ ngoài tai và nói rằng mọi thứ sẽ ổn thôi. Theo thị trường Kiev vào thời điểm đó, một số người thậm chí còn chỉ trích ông vì đã kích động sự hoảng loạn. Theo ông, thái độ phất lờ trở nên phổ biến trong giới chức Ukraine, bất chấp những cảnh báo từ các chuyên gia phương Tây. Ông Klitschko cũng tiết lộ rằng, mặc dù đã có dấu hiệu về nguy cơ xung đột từ cuối năm 2021, nhưng chính phủ Ukraine vẫn bị sốc trước tốc độ mà người Nga đã tiếp cận Kiev. Theo đó, đã có một cảm giác hoảng loạn ở thủ đô Ukraine trong vòng 24 giờ đầu tiên sau khi Nga triển khai chiến dịch quân sự tại đây. Khi được hỏi về người mà ông cho là chịu trách nhiệm cho sự hỗn loạn, ông nói bây giờ không phải là lúc truy tìm thủ phạm. Ông cũng nhấn mạnh tất cả những thiếu sót và sai lầm sẽ được phân tích sau khi đánh đuổi Nga ra khỏi lãnh thổ Ukraine. Khi năm cũ kết thúc, người dân tại thủ đô Kiev của Ukraine cũng bày tỏ những hy vọng của mình trong năm mới, giống như bao người khác ở trên thế giới. Họ mong muốn rằng năm 2023 sẽ mang lại cho họ nền hòa bình trong bối cảnh cuộc xung đột vẫn đang tiếp diễn. Daria Jabinska, một sinh viên 19 tuổi, nói rằng giấc mơ của cô trong năm 2023 là nhìn thấy Ukraine một lần nữa là một quốc gia độc lập, với tất cả vùng lãnh thổ được khôi phục như năm 1991, thời điểm Liên Xô tan rã. Cô nói đó là mong muốn duy nhất của tôi, tôi cũng muốn tất cả những người thân yêu của tôi đều khỏe mạnh. Trong khi đó, sinh viên 20 tuổi tên Anastasia Grimedo cho biết là cô đang dự trữ rất nhiều nến để đối phó với tình trạng mất điện xảy ra liên tục sau các đợt tấn công của Nga. Còn các vợ chồng Daria Chesnokova làm giáo viên và Yuri Nagosnuk làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin đều 25 tuổi và đến từ thành phố miền Nam Kyrgyz chia sẻ. Chúng tôi đến Kiev để thăm bạn bè và chào đón năm mới. Cô Chesnokova nói thêm rằng mong muốn của cô cho năm 2023 là chiến thắng của Ukraine, và sau đó mọi người sẽ cùng xây dựng lại mọi thứ. Còn Natalia Vaganova, 27 tuổi, một nhân viên văn phòng, chia sẻ, chúng tôi mong đợi một nền hòa bình được tái thiết lập ở Ukraine trong năm 2023. Có thể thấy dù xung đột vẫn diễn ra, nhưng người dân tại thủ đô Kiev này riêng, trên khắp Ukraine nói chung, đều thể hiện tinh thần lạc quan về những điều tốt đẹp trong năm mới. Trong thông báo vào cuối tuần qua, Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận nước này sẽ có một cuộc họp cấp ngoại trưởng với Nga và Syria trong tháng 1, nối tiếp cuộc gặp giữa các bộ trưởng quốc phòng ba bên diễn ra vào hôm 28 tháng 12. Phát biểu trong cuộc họp báo tại Ankara hôm 31 tháng 12, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu nói, Cùng với Nga và Syria, chúng tôi quyết định tiếp tục tổ chức hội đàm ba bên vào nửa cuối tháng 1. Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy triển vọng bình thường hóa quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Năm 2013, tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với quốc gia láng giềng Syria. Ankara trong hơn một thập kỷ qua đã ủng hộ nhóm nổi dậy muốn lật đổ chính quyền ở Damascus. Đáng chú ý, thời gian gần đây Thổ Nhĩ Kỳ cũng phát động một chiến dịch quân sự ở Syria để tiêu diệt các chiến binh của Đảng Công nhân Người Quốc PKK, mà Ankara cho rằng đứng sau vụ tấn công đẫm máu vào tháng 11 ở Istanbul khiến gần 90 người thương vong. Theo tờ al dẫn nguồn tin thân cận, sau cuộc đàm phán cấp Bộ trưởng Quốc phòng tại Moscow hôm 28 tháng 12, Thổ Nhĩ Kỳ đồng ý rút quân khỏi phía Bắc Syria, cũng như một lần nữa cam kết tôn trọng chủ quyền, sự toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia láng giềng. Được biết Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Syria và Thổ Nhĩ Kỳ trong lần gặp gỡ này đã thảo luận về cách giải quyết cuộc khủng hoảng Syria, bao gồm những nỗ lực chung chống lại các nhóm cực đoan ở Syria cũng như vấn đề về người tị nạn. Theo tờ The Guardian của Anh, hơn 20 nhà tài việt giàu nhất nước Nga đã mất 95 tỷ đô la Mỹ trong năm 2022. Giữa bối cảnh phương Tây áp đặt các biện pháp trừng phạt lên Nga do cuộc xung đột ở Ukraine, nếu tính từ lúc Moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở quốc gia láng giềng, các tỷ phú Nga mất 330 triệu đô la Mỹ mỗi ngày. Guardian cho biết nhà tài phiệt Roman Abramovich, chủ sở hữu cũ của câu lạc bộ Chelsea tại giải ngoại hạng Anh, là người chịu nhiều thiệt hại nhất. Khối tài sản của ông trong năm vừa qua giảm đến 57% xuống còn 7,8 tỷ đô la Mỹ. Bởi lẽ Abramovich là một trong những nhà tài phiệt đứng đầu danh sách trừng phạt của Vương quốc Anh. Giới chức xứ sở sương mù cho rằng ông có mối liên hệ rõ ràng với Tổng thống Putin và liên quan đến xung đột ở Ukraine. Ngoài Abramovich, các tỷ phú Nga khác cũng hứng chịu một năm thất bát là ông chùm năng lượng Gennady Timchenko và Suleiman Kerimov, một đồng minh thân cận của Tổng thống Putin. Tài sản của họ mất lần lượt 48% và 41%, xuống còn 11,8 tỷ đô la và 9 tỷ đô la. Theo RT, tỷ phú Elon Musk đã mất khoảng 200 tỷ đô la trong năm 2022, trở thành người đầu tiên trên thế giới mất số tiền lớn đến như vậy do hoạt động kém hiệu quả của cổ phiếu công ty sản xuất ô tô Tesla. Theo báo cáo, tỷ phú Musk có tài sản dòng trị giá 340 tỷ đô la sau khi giá trị vốn hóa thị trường của Tesla đạt 1.000 tỷ đô la vào cuối năm 2021. Tuy nhiên, khối tài sản này hiện giảm xuống còn 137 tỷ đô la. Các nhà phân tích cho rằng khoản lỗ này là do giá trị của cổ phiếu Tesla vốn đã giảm mạnh 65% trong năm nay. Tình hình ngày càng trầm trọng hơn trong những tuần sau khi Elon Musk mua lại Twitter để có tiền mua lại nền tảng truyền thông xã hội Twitter. Musk đã bán hàng loạt cổ phiếu Tesla khiến nhà đầu tư tin rằng ông đang ưu tiên Twitter hơn là Tesla. Tuy nhiên, tỷ phú này đã nhiều lần bác bỏ những lo ngại về Tesla, tuyên bố trên Twitter vào đầu tháng này rằng nó đang hoạt động tốt hơn bao giờ hết. Theo thống kê của tạp chí Forbes, Elon Musk đã mất ngôi vị người giàu nhất thế giới vào tay tỷ phú Vajra Arnold, 73 tuổi, giám đốc điều hành LVMH, công ty mẹ của thương hiệu xa xỉ Louis Vuitton. Trong tuần qua, Ai Cập đã chứng kiến một vụ tấn công nhằm vào một trạm kiểm soát an ninh ở thành phố Ismailia, có kênh đào qua, nằm ở phía đông thủ đô Cairo. Mới đây, thì tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng đã nhận trách nhiệm thực hiện vụ việc này. Theo Bộ Nội vụ Ai Cập, vụ việc xảy ra vào ngày 31 tháng 12 theo giờ địa phương, khiến 3 người thiệt mạng và 4 người khác bị thương, bao gồm cảnh sát và dân thường. Vào thời điểm đó, một trong những tay súng cũng bị tiêu diệt trong khi hai kẻ khác kịp trốn thoát với sự giúp đỡ của đồng bọn. Theo đài truyền hình France 24 của Pháp, đây là lần đầu tiên trong gần 3 năm qua một vụ tấn công khủng bố xảy ra ở Ai Cập, nơi gần như nằm ngoài phạm vi của làn sóng nổi dậy đang diễn ra trên bán đảo Sinai do các chiến binh liên kết với IS thực hiện. Ismaria là một trong những thành phố của Ai Cập có kênh đào Suez đi qua. Đây là tuyến đường thủy vận chuyển hàng hóa quan trọng nối châu Á và châu Âu, cung cấp nguồn ngoại tệ chính cho Ai Cập, quốc gia đang vật lộn với các vấn đề kinh tế như lạm phát và giá trị đồng nội tệ sụt giảm. Reuters đưa tin giới chức Maroc trong cuối tuần qua đã thông báo áp đặt lệnh cấm nhập cảnh đối với du khách đến từ Trung Quốc bất kể quốc tịch nào nhằm ngăn chặn một làn sóng lây nhiễm mới bùng phát trong nước. Theo Bộ Ngoại giao Maroc, biện pháp trên sẽ được áp dụng từ ngày 3 tháng 1. Trước đó, một số quốc gia trên thế giới cũng thông báo áp dụng các hạn chế đối với du khách đến từ Trung Quốc do lo ngại tình trạng lây nhiễm COVID-19 ở nước này. Các động thái được đưa ra sau khi Bắc Kinh trong tháng 12 bất ngờ thay đổi chính sách Zero Covid nghiêm ngặt, thông báo hạ cấp dịch Covid-19 từ bệnh truyền nhiễm cấp A xuống cấp B kể từ ngày 8 tháng 1 năm 2023, chuẩn bị cho việc mở cửa trở lại. Tuy nhiên, một số chuyên gia quốc tế lo ngại rằng việc dỡ bỏ các hạn chế sẽ khiến làn sóng dịch Covid-19 ở Trung Quốc mất kiểm soát. Họ dự đoán rằng nước này sẽ chứng kiến hàng triệu ca mắc mới mỗi ngày. Một tai nạn hy hữu đã diễn ra ngay trong đêm giao thừa Australia vừa qua. Tờ The Guardian cho biết một người đàn ông đã thiệt mạng sau khi bị một con bò tót húc trong cuộc đua cưỡi bò ở miền nam bang Queensland vào tối ngày 31 tháng 12, theo giờ địa phương. Theo Guardian, một người đàn ông 25 tuổi đến từ bang New South Wales đã bị hất văng của con bò tót đang cưỡi. Con vật này sau đó đã tấn công nạn nhân khiến anh ta bị chấn thương nghiêm trọng ở ngực. Dù đã được sơ cứu tại hiện trường và đưa ngay đến bệnh viện cấp cứu, nhưng người đàn ông cũng không thể qua khỏi vì vết thương quá nặng ban tổ chức cuộc đua cưỡi bò đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình và bạn bè nạn nhân, trong khi cộng đồng cưỡi bò kêu gọi gây quỹ lo chi phí tang lễ cho anh. New York Post đưa tin một vũ nữ tên là Lauren Roberts vừa nộp đơn kiện lên tòa liên bang Arkansas về việc đổi họ cho bé Nevi, con gái chung của cô với Hunter Biden, con trai đương kim tổng thống Mỹ Joe Biden. Theo New York Post, cô Roberts, 31 tuổi, muốn đổi tên đứa con của cô với ông Hunter Biden, từ Navy Charles Robert thành Navy Charles Biden, để bé gái được hưởng quyền lợi từ gia đình tổng thống như được tiếp cận với điều kiện học tập tài chính tốt hơn. Đơn kiện của cô Robert cũng nêu rõ gia đình tổng thống Biden lạnh nhạt với cháu gái, khi đến nay họ vẫn chưa gặp mặt bé. Thái độ này là hành vi sai trái cần được thay đổi, khởi đầu bằng việc cho bé Navy đổi họ thành Biden, để cô bé được thế giới biết đến là thành viên của gia đình Biden danh giá. Luật sư đại diện cô Robert nêu rõ. Trước khi đơn kiện trên được gửi đi, ông Hunter Biden đã nộp đơn đề nghị tòa án giảm mức trợ cấp bắt buộc cho con gái do điều kiện tài chính thay đổi. Phía cô Rebus đã yêu cầu tòa án bác bỏ đề nghị của ông Hunter, đồng thời cáo buộc con trai của Tổng thống Biden đang trốn tránh trách nhiệm. Năm 2020, cô Trubus và ông Hunter Biden, 52 tuổi, đã đạt được thỏa thuận chăm sóc con gái sau khi người phụ nữ chứng thực con gái TV có quan hệ huyết thống với ông Hunter. Trước đó, con trai Tổng thống Biden từng bác bỏ có qua lại với cô Trubus. Ông Hunter đang sống bên người vợ thứ hai là cô Melissa Cohen. Cặp đôi kết hôn năm 2019 và hiện có một con trai 2 tuổi. Hôm 30 tháng 12 thì 15 người thiệt mạng và 47 người bị thương sau khi một chiếc xe bus chở khách du lịch bị lật trên đường cao tốc của bang Nayarit của Mexico. Theo ABC News, các quan chức ở bang Guanatranto gần khu vực xảy ra tai nạn cho biết tất cả các hành khách đều đến từ thành phố León đã cùng nhau thuê xe bus để đi chơi trong kỳ nghỉ lễ. Các công tố viên ở bang Nayarit thông tin rằng vụ tai nạn xảy ra trên một đoạn đường nông thôn. Họ cho biết trong số những người thiệt mạng có ít nhất 4 trẻ em. Truyền thông địa phương cho biết các du khách đang trở về từ Guayabitos, một thị trấn ven biển phía bắc thành phố Puerto Vallarta. Cảnh sát địa phương cho biết hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra. Trong quá khứ, những vụ tai nạn như vậy thường do xe buýt cho thuê bảo trì kém, thời tiết xấu hoặc điều kiện đường cao tốc hoặc chạy quá tốc độ. Mới đây, lực lượng bảo vệ bờ biển ở miền đông Libya cho biết là họ đã chặn được một chiếc tàu chở nhất 700 người di cư ngoài khơi bờ biển của quốc gia Bắc Phi. Theo ABC News, đây là một trong những vụ chặn bắt tàu di cư với số lượng lớn nhất trong những tháng gần đây. Lực lượng bảo vệ bờ biển cho biết chiếc thuyền đã bị chặn lại ở khu vực ngoài khơi thị trấn Mora ở Địa Trung Hải, cách thành phố phía đông Benghazi 90 km về phía tây. Đơn vị này thông tin thêm rằng. 700 người di cư này đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Đây là những người đang chạy trốn xung đột và nghèo đói ở Trung Đông và Châu Phi. Libya trong những năm gần đây đã nổi lên như một điểm trung chuyển chính cho những người di cư tìm kiếm một cuộc sống chất lượng hơn ở châu Âu. Quốc gia Bắc Phi này đã rơi vào hỗn loạn sau khi Tổng thống Gaddafi bị lật đổ và giết chết hồi năm 2011. Nhiều kẻ buôn người đã tận dụng điều này để đưa những người di cư bất hợp pháp lên những chiếc thuyền thô sơ, bắt đầu những chuyến đi biển đầy rủi ro. Tổ chức di cư quốc tế đã báo cáo 1.522 người di cư đã thiệt mạng hoặc mất tích ở Địa Trung Hải trong năm nay, nâng tổng số người di cư trái phép thiệt mạng và mất tích ở khu vực này lên con số 24.871 kể từ năm 2014. Một tin tức khác liên quan đến người di cư trên biển. Theo Reuters, thì ít nhất 2 người di cư đã thiệt mạng trong khi hơn 230 người khác may mắn được giải cứu sau khi chiếc thuyền của họ bị lật ở ngoài khơi Liban. Dẫn nguồn tin từ quân đội Liban, bang, Reuters cho biết vụ lật thuyền chở người di cư xảy ra ở vùng biển thuộc thị trấn Shelata, phía bắc thủ đô Beirut, vào ngày 31 tháng 12 theo giờ địa phương. Ba tàu hải quân Liban bang và một tàu do lực lượng của Liên Hợp Quốc tại Liban bang điều hành đã tham gia chiến dịch giải cứu những người gặp nạn. Hồi tháng 9, một con thuyền chở người di cư khởi hành từ phía bắc Liban bang hướng đến châu Âu đã bị chìm ngoài khơi thành phố cảng Tartus, Syria. Ít nhất 34 người thiệt mạng trong vụ tai nạn này. Liên quan đến người đàn ông nguy hiểm nhất TikTok bị bắt giữ, theo Daily Mail hôm 31 tháng 12, tòa án Rumani gia hạn giam giữ Andrew Tate thêm 30 ngày sau khi tên này bị bắt giữ vì cáo buộc buôn người, lạm dụng tình dục và thành lập nhóm tội phạm có tổ chức. Andrew Tate, 36 tuổi, cùng em trai là Christian Tate, bị bắt giữ hôm 29 tháng 12 năm 2022 và bị giam giữ trong 24 giờ cùng hai nghi phạm Rumani khác. Vụ bắt giữ diễn ra sau khi nhà của hai anh em Tate bị cảnh sát đột kích ở Bucharest. Sau thời gian tạm giam ban đầu này, các công tố viên đã kiến nghị tòa án gia hạn lệnh giam giữ. Các công tố viên cho biết anh em nhà Trachet đã bị điều tra hình sự từ tháng 4 năm 2022. Các công tố viên cho biết trong một tuyên bố hôm 29 tháng 12 rằng, bốn nghi phạm nhiều khả năng đã lập ra một nhóm tội phạm có tổ chức với mục đích tuyển dụng và bóc lột phụ nữ bằng việc ép họ tạo ra các nội dung không lành mạnh để bán trên mạng xã hội. Các nghi phạm đã kiếm được những khoản tiền đáng kể từ hành vi này. Công tố viên xác nhận họ đã tìm thấy 6 phụ nữ bị các nghi phạm bóc lột và lạm dụng tình dục. Theo ABC News đưa tin, hôm 1 tháng 1, một vụ tai nạn ở sân bay thuộc thành phố Montgomery, bang Alabama, nước Mỹ đã khiến cho một nhân viên mặt đất của hãng hàng không American Airlines thiệt mạng vào hôm 31 tháng 12. Vụ việc đã khiến sân bay này phải đóng cửa trong nhiều giờ. Phát ngôn viên của American Airlines cho biết, chúng tôi rất đau lòng trước vụ tai nạn khiến một nhân viên của hãng thiệt mạng. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng tất cả những người liên quan sẽ đều được nhận sự hỗ trợ mà họ cần trong thời gian khó khăn này. Trong khi đó, sân bay cũng đã đăng một thông báo trên Twitter rằng, chúng tôi sẽ cầu nguyện cho nạn nhân và gia đình sau sự cố đáng tiếc này. Hiện tại lực lượng chức năng địa phương cho biết thông tin chi tiết về vụ việc sẽ được công bố tại báo chí sau khi kết thúc điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Sân bay đã hoạt động trở lại vào lúc 8 giờ 30 phút tối cùng ngày. Theo hãng truyền thông nhà nước Triều Tiên KCNA, quốc gia này đã tổ chức lễ đón mừng năm mới bằng một buổi dạ tiệc buổi tối và đặt hoa tưởng niệm ở đồi Masu Đoạn phim do KCNA cung cấp, nhưng Reuters chưa thể xác minh độc lập. Trong video có thể thấy các sinh viên Triều Tiên đang nhảy múa và xem bắn pháo hoa và lễ thượng cờ ở Bình Nhưỡng vào đêm giao thừa. Video cũng cho thấy người dân và binh lính quốc gia này đang đặt hoa và cúi đầu trước tượng của nhà sáng lập Triều Tiên Kim Nhật Thành và cố lãnh đạo Kim Jong-un trên đồi Machu vào đầu năm mới. Theo Reuters, cũng trong ngày đầu tiên của năm mới, Triều Tiên đã bắn một tên lửa đạn đạo tầm ngắn ngoài khơi bờ biển phía đông và nhà lãnh đạo Kim Jong Un kêu gọi ngày càng nâng cấp kho vũ khí hạt nhân cùng với phát triển tên lửa đạn đạo để chống lại các mối đe dọa từ Mỹ và các nước trong khu vực. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin an ninh trật tự thế giới 24 giờ ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.